Đấy, cũng bắt đầu mới bắt đấy. Cá này là cá gì? Chấm với cả rô phi. Chấm. Nhưng mà xin chia sẻ bà con nhá. Đây, các cụ già 85 tuổi, gần 90 tuổi thu hoạch cá đấy. Với cả các chú, các cô hỗ trợ thêm này. Đấy. Ở trên em nó rét là có con cá chấm là rất hợp bà con ạ. Đấy, rất là khỏe. Đấy, thả đấy rồi. Chú ấy đi dịch ở chỗ đấy này, không mà đi đấy nó vỡ bờ đấy. Nó sóng đánh. Chú đi vòng như này chú. Ủa nhiều chứ. Thế là nhiều. Ừ. Ao của cụ ở đây chỉ nó hạn hán thôi, không nó lũ lụt. Ít. Thế cô em mang về thả đấy. Ừ, đấy. Đấy các cụ già gần 90 tuổi nhưng rất là có mẹo, phải dùng cái vợt. Nhưng không thể vô được cá. À, chân cụ cả, chân cụ con to lắm. Đấy đấy. À, chân trái của cụ ấy, con phi to lắm. Đấy, bắt cá dùng vợt rất tiện bà con ạ. Đấy, rất là tiện. Đấy, chú ấy bắt rất có kinh nghiệm nhé. Đấy, các cụ bắt rất giỏi. Mày có nước không rồi nó sụp bùn nó chết. Ừ, sắp được rồi. Thế nữa rồi. Cụ bắt rồi. Cụ ơi, cụ cân dần được chưa? Thứ tư đã chú ạ. À thế à? Đang bắt mấy con chấm hết đó. Ừ. Mấy cân được. Mấy con chấm được.